Hà Tĩnh, bắt 3 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 19 tỷ đồng. Để qua mặt lực lượng chức năng, 3 bị can ở Hà Tĩnh đã mở cơ sở cầm đồ, nhưng chủ yếu thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, với mức lãi suất dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng mỗi triệu trên một ngày. Ngày 5 tháng 4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Công Sáng, 43 tuổi, ngụ tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Đặng Quang Nam, 33 tuổi, ngụ tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, và Đặng Thế Khánh, 24 tuổi, ngụ tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra cùng về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo tài liệu điều tra, thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm tội phạm cho vay lãi nặng do Phan Công Sáng cầm đầu. Nhóm này được xác định đã hoạt động từ đầu năm 2018 cho đến nay, dưới hình thức núp bóng doanh nghiệp mở cơ sở cầm đồ đóng tại địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Các đàn em được Sáng sử dụng đa số là các đối tượng có tiền án tiền sự, sẵn sàng vi phạm pháp luật để phục vụ việc đòi nợ và mở rộng địa bàn hoạt động. Để đối phó với cơ quan công an, Sáng thuê người khác đứng tên đăng ký mở cơ sở cầm đồ và giao cho Đặng Quang Nam cùng Đặng Thế Khánh đứng ra điều hành việc cho vay. Nhóm của Sáng mua tài khoản quản lý dịch vụ tài chính trên trang website mecas.vn, nay đổi tên miền sang một cas.info để thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng với mức lãi suất dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng trên triệu trên ngày. Đến ngày 23 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an huyện Cẩm Xuyên huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ đã tiến hành bắt giữ nghi phạm Sáng cùng hai đàn em. Kết quả bước đầu xác định, nhóm của Sáng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay lãi nặng với tổng số tiền cho vay là 19,1 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý 3 bị can trong nhóm cho vay lãi nặng nêu trên.